nhân vật này sở hữu nhan sắc vẻ ngoài không phải dạng vừa và đặc biệt còn rất hài hước. Mở đầu tập 8 của bảy nụ cười xuân, trường giang và tiến luật diện trang phục cấp biển. Nhảy trên nền nhạc anh không đòi quà ca ước on ly si. Cả hai rất vui vẻ, anh em thân thiết cho đến khi mỹ nhân Thúy Ngân xuất hiện. Để lấy lòng người đẹp, trường giang tiến luật ra sức tặng quà nhưng cuối cùng cô chọn đi theo trai đẹp Trương Thế Vinh. Kết thúc tiết mục. Trường Giang cả khịa Thúy Ngân mang tiền cho Trương Thế Vinh để mua hạnh phúc nên chắc chắn sẽ không bền. Y như rằng, Trương Thế Vinh quyết định trả quà cho Thúy Ngân để về phe tiến luật nên ông xã Thu Trang càng có cơ hội trêu đàn em. Trời ơi cháu chờ ghê chưa? Nhận vàng nhận tiền xong giờ vậy Thúy Ngân chia sẻ. Tiếp theo, Lâm Vĩ Dạ xuất hiện trên sân khấu và được Trường Giang giới thiệu là Mỹ Nhân vươn tầm thế giới, không còn là người bình thường bà xã hứa minh đặt gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xinh đẹp cho đến khi có gì đó sai sai ở đôi giày thể thao hầm hố mà cô mang. Bởi theo lời Thúy Ngân thì đây chắc chắn là sản phẩm của stylist Lan Ngọc vì rất chất quất. Nữ diễn viên còn bảo rằng thay vì cô mép trong xin bét thì lâm vĩ dạ là mê muội Lan Ngọc cũng trong tình trạng tương tự đàn trị bởi cô vừa bước lên sân khấu đã bị tiến luật đòi thủ tiêu. Là ba mỹ nhân của chương trình nhưng trường Giang thông báo một khách mời sẽ xuất hiện và khiến nhan sắc bộ ba này bị lu mờ đó chính là gil lê lần thứ hai tham gia chương trình gil lê vẫn nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả vì lối chơi hết mình em mong lần trở lại này sẽ đỡ bầm dập tan nát te tua vì chị ngọc chị nhớ chị từng đổ bao nhiêu bột lên đầu em không gil lê chia sẻ chống chế cho mình lan ngọc bảo rằng lần đó cô đóng vai mẹ gil lê nên mới dạy dỗ đàn em sau khi bốc thăm chia đội thúy ngân về chung nhà tiến luật lâm vĩ dạ còn gil lê lan ngọc trương thế vinh là một đội mẹ con em lại về với nhau nọc nọc dí dỏm